Kính chào 500 anh em đã đu trend thành công. Hôm nay mình xin phép đu trend hơi muộn nha. Tại vì kiếm trái măng cụt xanh cũng hơi khó nha, phải nhờ người quen kiếm mới có mọi người ơi. Cách làm trái này thì chắc mọi người đều biết rồi hen. Mọi người coi clip nha, mình khỏi giải thích mất công. Mà công nhận làm trái này cực lắm mọi người, bởi vì giá nó mắc là phải rồi. Lúc này sẽ sơ chế các loại nguyên liệu gồm cà rốt, hành tây. Chúng ta sẽ ngâm qua nước đá để giữ được độ giòn. Còn măng cụt chúng ta cũng sẽ sắc nhỏ và cho vào thau nước đá có một xíu nước tắc hoặc chanh cũng được nha. Khâu này dễ bị hao hụt lắm nha, tại vì sắc xong là có người ăn liền hà. Rồi sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu, chúng ta bắt đầu trộn gỏi nha. Sẽ cho lần lượt cà rốt, măng cụt, hành tây và cho gà vào nha. Gà mình chọn là loại gà đen, đang đẻ nên thịt dai và giòn lắm. Cho thêm vài cọng rau răm vào nữa để cho thơm và cuối cùng là chan nước sốt vào nha. Nước sốt này là nước sốt trộn gỏi thông thường, mọi người có thể làm theo ý thích cá nhân nha. Nhưng theo kinh nghiệm thì các bạn nên làm cho sạch sệt để khi trộn sẽ không bị ra nước. Tới công đoạn này thôi là nhìn chảy nước miếng rồi, kìm không được luôn. Mọi người nhìn hình thôi là biết gỏi thấm đến mức nào rồi hen. Rồi cùng mời mọi người thưởng thức với gia đình mình nha.